Dạ vâng, chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh video của Nông Cơ Đức Châu Đắk Nông. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu cho bà con một cái video máy sấy cào cào, máy sấy đa chức năng, sấy thùng phi, sấy tạt đa chức năng đến từ mọi thương hiệu nhé. Thì để vào đầu tiên là con số 1, giá 5 triệu là con máy đời mới Kubota TMS30. Con này thì tình trạng còn rất là mới, chỉ là cái vấn đề là nó hơi bị vỡ ở đây một tí và vỡ mất cái poe do trong quá trình vận chuyển đó. Và bên này, cái này thì bên em sẽ nghiên cứu thay cho bà con cái này nữa đó. Máy móc thì rất là mới, đời mới tinh nhá. Mã cốt các thứ của nó đây, TMS30HC podium này, cốt này, bà con có thể dừng lại để quét mã vạch QR đấy đó. TMS30, con này công suất là 3 ngựa cho bà con nhé, 3 ngựa. Động cơ OHV máy xéo của Kubota, OHV máy xéo máy nằm màu trắng xanh đen của Kubota tem đời mới TMS30. Bà con có thể nhìn thấy đây, có một cái bánh lái ở phía sau này, chân trống phía sau luôn nhé. Điểm này là điểm chống lầy, chống lún, điểm còn đẹp. Máy sấy nhảy cào cào Kubota TMS30, con này giá 5 triệu. Báo xin tần nhà cho bà con nhé. Bà con chốt con số 1 thì giá 5 triệu nhé, 3 ngựa. Đó, côn này. Rồi, tiếp theo đó là con số 2, con Kubota TMA4. TMA4 thì vì lý do vận chuyển nó vỡ mất một cái vỏ ở đây, vỏ thẩm mỹ ở đây. Đấy, thì con này giá 4,8 triệu, sở hữu động cơ OHV Kubota FE120, công suất 4 ngựa nha bà con nhé. Đấy, 4 ngựa, nếu nó đầy đủ vào thì nó khoảng 5,5 triệu, nhưng mà nó bị vỡ mất một cái vỏ ở đây, thật sự là hơi tiếc một tí. Đấy, nhưng mà nó chỉ mất cái vỏ thẩm mỹ thôi, còn máy móc thì máy OHV nòng xéo thì bao xài cho bà con, chuyên sấy cào cào, chuyên sấy cào cào nha bà con nhé. Con này có thể là lắp anh lồng được nha bà con nhé, có thể lắp cây chư luống vào đây. Đấy, em đang lắp vào đây một cái cây chống đuôi này đó, có thể lắp vào đây một cái cây chư luống, cây lật, tháo này ra lắp bánh lồng đó, lắp bánh hơi, bánh lốp, lắp bánh bán, bánh sắt đó. Thì bà con chốt con số 2 Kubota TMA4 máy OHV lồng xéo nhá bà con nhé, cực kỳ là tiết kiệm xăng, êm mạnh, máy 4 ngựa cào cào sấy nhảy 4 ngựa, trọng lượng tầm khoảng 45 đến 50 ký. Giá 4,8 triệu bao ship tận nhà rồi bà con mình nhé. Rồi tiếp theo đó là con số 2, đến từ thương hiệu Kubota cào cào, Kubota TMA21. Kubota TMA21 này 2 ngựa 2 ngựa 4 gì đó bà con. Đây, 2,2 PS nha bà con nhé, sở hữu động cơ GS90 V2T căng ti 1.4. Con này bên em đang bán giá là 3,8 triệu, cào cào số 3, liềm này em sẽ thay mới cho bà con đó. Máy cào cào màu xanh, và trong quá trình vận chuyển thì không may nó cũng vỡ mất một tí chỗ này. Đấy, nên em bán giá 3,8 triệu, bao ship tận nhà cho bà con nhé. Máy móc thì bao êm không khó cho bà con đó. Con số 3 giá 3,8 triệu, chuyên sấy nhảy cào cào sấy vườn, trọng lượng con này rơi vào khoảng 30 ký nha bà con nhé, 30 ký, nhẹ nhàng, nhỏ gọn nhẹ nhàng nhé. Rồi tiếp theo con số 4 là đến với thương hiệu Mitsubishi MMR50, sở hữu động cơ G510L, công suất 5 ngựa nha bà con nhé, 5 ngựa, 5 PS, giá 4,8 triệu, bao ship tận nhà cho bà con mình. Đấy, con này sở hữu số đi là 2 tiến 1 lùi, số sới là một số sới xuôi chiều, một số sới ngược chiều, đảo chiều. Đấy, là có nghĩa là sới xuôi và sới ngược đấy. Con này thì tháo bừng ra có thể hất luống được nha bà con nhé. Đó, để tạt luống được, để kéo một cái lưỡi chia luống ở phía sau. Công suất 5 ngựa đến từ thương hiệu Mitsubishi 5 ngựa. Đấy, có vi sai gạt ngắt, vi sai bài, vi sai. Giá 4,8 triệu. 4,8 triệu thì 5 ngựa bằng con máy sấy cào cào nha bà con. Bằng con máy cào cào này. Và đó là máy sấy đằng trước, bằng bánh lốp đằng trước, dàn sấy phía sau. Giá 4,8 triệu bao ship tận nhà.
nổ ngon lành cành đào hết nhé bà con nhé. Đó, con này thì cũng không có gì giới thiệu nhiều. Con này thì bà con nào mà người yếu, người già, phụ nữ đều có thể làm được nhé. À, thì nó rất là dễ làm, nhẹ nhàng. Đó, có dàn sới phía trước, có chế độ sới ngược để chống vọt máy lên, chống nhảy máy lên nhé bà con nhé. Rất là chất lượng. Đó, bà con mình chốt con này giá 4.8 triệu bao ship MMR50 Mitsubishi con số 4 MFR550 nhé bà con nhé, 5 ngựa Mitsubishi. Tiếp theo là con số 5 đến từ thương hiệu Kubota CT35, sới trước sới sau, tạt trước tạt sau đều ok hết nhé bà con nhé. Con này thì sở hữu số, đây số con này sẽ là 1 tiến lùi, số tiến lùi này, 2 tiến 1 lùi nha bà con nhé, 2 tiến 1 lùi, máy mới xem của người ta. Con này thì trọng lượng chỉ tầm khoảng 40-50 kg. Con này để bà con mình chuyên tạt luống, vun luống gừng, luống khoai, luống ngô, bắp, mía, chuyên tạt mía, ngô, khoai, bắp nhé. Hai bánh lỡ của nó này thì chắc rơi tầm khoảng 18 cm là hẹp nhất nhé bà con nhé, rộng ra thì có thể là ra 25 cm. Máy thì siêu đẹp, cực kỳ mới, có một tạt một sới nha bà con nhé. Con này thì đi tới tạt luống, đi ngược có thể tạt luống được hết nha bà con nhé. Đó, máy thì siêu mới. Động cơ này là động cơ Kubota OHV. Con này công suất là 3.5 ngựa nha bà con nhé, 3 ngựa rưỡi, 3.5 PS. Đó, con này thì nhỏ gọn nhẹ nhàng, trọng lượng tầm khoảng 40 cân, 40 kg, chuyên tạt, chuyên vun, chuyên sới, chuyên sới lại nhé bà con nhé, chuyên tạt. Máy siêu mới luôn rồi, không còn gì chê nữa. Con này thì hai bánh lỡ, ngắt gài côn, ngắt côn đầy đủ rồi, có nâng hạ. Con này phần trăm của nó còn quá mới luôn bà con, quá mới, lóc ra các thứ nó trắng tinh rồi này. 3.5 GH100 nhé, lóc ra các thứ còn rất là sáng sủa, sở hữu bộ e lọc bụi lọc nhớt nha bà con nhé. Đó, máy còn cực kỳ sáng luôn, đẹp, bình xăng nhựa không lo bị tấn cắp, giá 8.5 triệu, chuyên tạt, chuyên vun. Đó, bà con mình mua con này về để vun tạt sấy ngô, vun ngô vun mía thì cực kỳ hợp lý luôn nha bà con nhé. Rồi, giá số 5 Kubota CT35, con số 5 là Kubota CT35, giá 8.5 triệu, bảo ship tận nhà cho bà con. Tiếp theo con số 6 cũng đến từ thương hiệu Kubota, đó là con máy Kubota T1-40S, giá 8.5 triệu. Con này trọng lượng rơi tầm khoảng 60-70 cân. Con này thì nhỏ gọn nhẹ nhàng, sới bánh lốp, bánh lốp phía trước, dàn sới phía sau. Số con này sẽ bao gồm là 2 tiến 2 lùi, có đảo cần dây cung roa là thành 4 tiến 4 lùi. Bà con có thể nhìn ký hiệu số nó đánh ở đây, 4 tiến 4 lùi, đã đổi qua chiều qua thành dây cung roa. Phần trăm còn rất là mới, đẹp. Động cơ con này là động cơ GH120, công suất là 4 ngựa nha bà con nhé, 4 ngựa, nhỏ gọn nhẹ nhàng, bà con có thể làm ruộng lúa, ruộng nước, thụt lún, đa chức năng, có thể tạt luống, vun ngô, vun bắp, vun khoai, vun đậu, vun mía, có thể là làm sới nhảy cào cào thì cực kỳ vip luôn, kéo cày lật, cày trâu, cày bò nhẹ nhàng sới. Đó, rồi là đi bánh lòng, vừa ruộng lúa, ruộng thụt, ruộng bậc thang, nhẹ nhàng nha bà con nhé. Trọng lượng thì 6-70 cân, rất là nhẹ, 2 người khanh qua các bờ ruộng, bờ canh, bờ mương là nhẹ nhàng, là ok. Đó, động cơ Kubota OHV tuần chủng, máy đứng Kubota OHV electronic engine. Đó, đánh người đi thử, máy rất là đẹp, giá 8.5 triệu cho bà con nhé.
Đấy, giá 8 triệu rưỡi. Em đi theo máy, đây là cái dàn sới này. Dàn sới đây. Cái nào nó mòn, bên em sẽ thay cho bà con. Bà con đừng lo. Đó, bà con nhận máy là để làm sao là sới ngon lành được. Trọng lượng là 6-70 cân, nhẹ nhàng nha bà con nhé. Tay lái quay 360 độ đầy đủ này. Rồi, có vi sai chuyển hướng hai bên trái phải, chuyển hướng vi sai đầy đủ nhé. Tay lái xoay 360 độ. Hộp và dàn số sới thì có một cấp đảo chiều hộp xích thành hai số sới nha bà con nhé. Bà con yên tâm, làm vận hành nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo là con số 7, đến từ thương hiệu Isuzu, là máy sấy thùng pi IR5 này, sấy động cơ FE161 5 ngựa 3 nha bà con nhé. 5 ngựa 3. Này là FE161 5 ngựa 3 IR5 AD 5 ngựa 3, sấy thùng phi, giá 6,2 triệu, bao ship tận nhà bà con nhé. Con này sở hữu số đi là 2 tiến 1 lùi, một số sấy xuôi, một số sấy ngược, một số sấy xuôi, một số sấy ngược. Có thể tháo cùng ra để tạp luống. Liềm sấy là liềm sấy lá mít, lá bàng. Đó, có thể thay sang liềm sấy thường, có thể tạp luống, vun luống được hết cho bà con nhé. Tháo thùng này ra này, tạp luống ok. Đó, nhẹ nhàng. Con này thì nó có cái số sấy ngược, ngược chiều để giúp cho mình có thể là làm đất cứng hoặc là vun luống, tạp luống, rất là hiệu quả nha bà con nhé. Nhẹ nhàng, bà con nào mà nhu cầu không cao và không có quá yêu cầu về cái tính năng thì con này nó là một cái con máy rất là phù hợp cho bà con mình. Sở hữu động cơ OHV máy xéo của Isuzu, rất là tiết kiệm nhiên liệu và khỏe nhé. Có thể gắn phía sau đây một cái lưỡi cày chia luống nha bà con nhé. Làm người phụ nữ mới làm được con này, người già, người yếu, người cao tuổi đấy, không có sức, không phải thanh niên trai tráng đều có giảm làm được con này nhé. Rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Máy OHV, máy xéo, tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu. Giá 6,2 triệu là bao ship về tới tận nhà cho bà con mình. Rồi, bà con mình chốt con số 6,7, giá 6,2 triệu. Kawasaki IR5 giá 6,2 triệu bao ship. Rồi tiếp theo, đó là một con máy Yangma PST40. Yangma PST40, một giò, một bánh, chuyên tạt, chuyên sới, chuyên vun ngô, chuyên vun khoai, vun bắp, vun đậu. Đây, cho bà con xem cái tên của nó. PST40 công suất 4 ngựa nè bà con ơi. Thử để em lấy nét ra. PST4 ngựa nha bà con nhé. Tạt luống, vun ngô, vun bắp, vun khoai, vun mía. Con này thì sở hữu động cơ máy xéo của Yangma nhé, nên làm tiết kiệm xăng. Số con này sẽ bao gồm là 2 tiến 1 lùi, số đi 2 tiến 1 lùi, số sới sẽ có là 2 sới, 2 tạt, đi tạt tiến. Đó, không cần phải quay tay lái 360 độ. Rồi, có vị hỗ trợ ngắt sới đầu rò đầy đủ nha bà con nhé, đầy đủ tính năng của một con máy hệ. Con số 8 Yangma PST40 giá 6,8 triệu bao ship tận nhà cho bà con mình. Đó, đi theo máy là một bộ sới hoặc là một bộ tạt bà con nhé. Bánh sắt bọc cao su giá 6,8 triệu bao ship tận nhà. Chuyên vun ngô, vun khoai, vun bắp, vun đậu. Đó, vun tạt mía, nói chung là sới tạt, giá 6,8 triệu Yangma PST40 nha bà con nhé. Rồi tiếp theo là con số 9, là một cái con máy đến từ thương hiệu Yangma luôn bà con. Yangma RC7 là một con máy tạt trước cho bà con nhé. Tạt trước, máy OHV lòng chéo của Yangma, hữu động cơ Yangma GA 180 công suất 6 ngựa 2 nha bà con nhé. 6 ngựa 2 RC7. Đó, RC7. Máy OHV, máy xéo cho bà con. Máy cực kỳ đẹp luôn. RC7. Con này thì số đi sẽ bao gồm là, con này nó chỉ đi một cái chiều này duy nhất thôi nha bà con nhé. Nó chỉ đi một cái chiều này duy nhất để tạt luống, vun luống.
bà con mình có thể thay bánh hẹp vào. Cú đi của nó sẽ 3 tiến một lùi, đi một chiều này duy nhất. Đó. Đang đi theo máy là bộ tạt chảo. Bộ này là bộ siêu tạt luôn nha bà con nhé. Siêu tạt siêu vui luôn này. Đó. Bà con mình nếu mà đi rãnh hẹp thì có thể là lắp vào đây là một bộ bánh sắt đi hẹp được nhé. Còn bánh lốp hẹp nhất của nó rơi tầm khoảng 30 cm cho bà con nhé. Bánh lốp hẹp nó sẽ rơi tầm khoảng 20 cm cho bà con mình. À, con này thì có hỗ trợ vi sai chuyển hướng đầy đủ này, côn này, gài sới trên tay lái luôn nha bà con nhé. Giá 7,5 triệu một con máy chuyên tạt đến từ thương hiệu Giang Ma RC7. 7,5 triệu chuyên tạt chuyên vun, chuyên vun ngô bắp khoai đậu khoai lang khoai tây, rồi là mía tạt gừng, tạt các rãnh hẹp, rãnh nhỏ, rãnh to, rãnh máy 6 ngựa 2 đó nhé bà con nhé. Bà con mình chốt con số 9, giá 7,5 triệu là con máy RC7 Giang Ma. Máy còn rất là đẹp luôn bà con, sơn chia các thứ lốc lác của nó bà con có thể nhìn thấy này. Rất mới luôn, cực kỳ mới, đẹp nguyên bản nó như vậy bà con nhé. Bà con mình muốn thay đổi như thế nào, muốn lắp lưỡi sới lưỡi tạt như thế nào, bên em sẽ lắp theo yêu cầu của bà con. Bà con muốn mua thêm phụ tùng gì bên em sẽ theo yêu cầu của bà con. Đây nó có một cái lưỡi vét này, chỗ cắm lưỡi vét, chỗ cắm lưỡi vét cho bà con nhé. Rồi tiếp theo là con số 10, con cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ thương hiệu Giang Ma HK8L đuôi láp, công suất 7 ngựa, máy OHV nòng xéo công suất 7 ngựa, giá 12,5 triệu nha bà con nhé. 7 ngựa này, từ lấy nhé, từ A210 maximum 7 ngựa, căng ti 5.2 nha bà con. Số đi con này sẽ bao gồm là 2 tiến 2 lùi qua thỏ rùa như chất, 4 tiến 4 lùi. Số sới sẽ có bao gồm là sới và tạt, tạt và sới, nhanh và chậm thành 2 tạt 2 sới nha bà con nhé. Gắt sới đầu rò trên tay lái, gài côn trên tay, vi sai chuyển hướng hai bên trái phải đầy đủ. Bánh lốp hẹp nhất rơi tầm khoảng 30 cm, có thể thay đổi sang bánh sắt hẹp hoặc bánh bọc cao su hẹp, rơi tầm khoảng 20 cm cho bà con nhé. Cái này phù hợp cho bà con vun ngô, vun khoai, vun mía ở trong các cái đất mà đất thịt, đất cứng, đất sỏi đá, đất nặng nhé. Tại vì công suất nó 7 ngựa, trọng lượng con máy này nó rơi tầm khoảng 70-80 kg, nhẹ nhàng nên bà con yên tâm. Đấy là nó rất là nhỏ gọn, nó 7 ngựa nhưng mà nó nhỏ gọn, nhỏ nhẹ nha bà con nhé. Không bao giờ lo về sức mạnh của con máy này, bà con đừng lo về sức mạnh của con máy này. 7 ngựa làm mọi loại đất luôn. Đó. Vì sai chuyển hướng đầy đủ, hỗ trợ mọi tính năng đầy đủ nhất nhé. Tay lái quay 360 độ có thể là đuôi láp quay số đảo chiều xuôi ngược. Đấy, chuyên tạt chuyên sới. Rồi bà con mình xem video là để ưng được con máy nào thì báo bên em. Thì máy đẹp, máy xấu hay là máy gì đó bên em đều có hết cho bà con mình. Mua máy làm sao mà xài được nha bà con nhé. Thì bây giờ nhắn qua Zalo bên em sẽ tư vấn cho những cái công năng, cái tính năng của nó. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0326 536 152, bà con mình kết bạn Zalo sẽ gửi video chi tiết và tư vấn cho bà con. Cảm ơn bà con.